Vâng, chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với em Lê Hiệp Bất Động Sản, chuyên nhà đất thành phố Dị An và thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương. Giới thiệu với quý anh chị, hôm nay em vừa mới nhận một lô đất có vị trí ngay tại là khu phố Hòa Lân 2 của khu phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Một lô đất cực kỳ đẹp luôn, có tổng diện tích là 100 m², ngang 5 và dài 20 nha quý anh chị, tính từ mép bờ tường của căn nhà này. Tính ra là ngang 5, sâu vào là 20, rất là đẹp. Khu này thì hiện tại là đường trước nhà là đường bê tông, đường rất là rộng. Đấy, xe mà xe tải thì xe khách ra vô thoải mái nha quý anh chị. Đó. Cái bên đây là có cái hạng xe nằm đường dài. Đấy, anh chị thấy xe cộ rất là nhiều. Đường cực kỳ rộng rãi luôn. Khu này thì chia sẻ với quý anh chị á, là nó thuộc trục đường của 22 tháng 12 nha quý anh chị. Đây, đi ra đầu đường, đây là đường cắt ngang phía trước của nhà mình, đây là đường 22 tháng 12, đi ra đó khoảng tầm chưa tới 100 m đó kia. Khu này thì gần với là chợ đêm Hòa Lân, chợ Thuận Giao, rồi là chợ 185 nha quý anh chị, rất là gần, rất là thuận tiện. Thì chia sẻ với quý anh chị á, lô đất này hiện tại là có tổng diện tích là 100 m², ngang 5 và dài 20, sổ hồng riêng chính chủ. Thì hiện tại đang được rao bán với cái mức giá là 3 tỷ 050 triệu, có thương lượng, có hỗ trợ bằng ngân hàng. Nếu đợt này quý anh chị đang có dự định tìm kiếm đất mà gần với những khu vực của chợ Thuận Giao, chợ Đêm Hòa Lân thì có gì mời quý anh chị tham khảo lô đất này và liên hệ em theo số điện thoại 0974 313 794 để em hỗ trợ thêm đầy đủ các cái thông tin. Dạ vâng, em xin cảm ơn.